Người phụ nữ vừa là chị em vừa là mẹ chồng của Võ Tắc Thiên là người như thế nào? Văn Đức Thuận Thánh Hoàng hậu sinh ngày 15 tháng 3 năm 601, mất ngày 28 tháng 7 năm 636, thông thường được gọi là Trượng Tôn Hoàng hậu, là hoàng hậu duy nhất của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Suốt thời gian còn sống, bà nổi tiếng là tri kỷ của Đường Thái Tông, giúp ông đắc lực trong hậu cần, từ gia sự đến việc vận động hậu phương. Ngoài ra, bà còn nổi tiếng về việc bảo vệ các đại thần như Ngụy Trưng và Phòng Huyền Linh khi họ phải chịu tội vì can gián Thái Tông. Trong lịch sử Trung Quốc và nhiều sách cổ về sau, Trượng Tôn Hoàng hậu thường được nhìn nhận và tôn vinh như một chuẩn mực thiên cổ hiền hậu. Bà đối với Đường Thái Tông tình cảm sâu nặng, đã sinh hạ cho Thái Tông tổng cộng 7 người con, 3 hoàng tử và 4 công chúa. Trong đó là Phế Hoàng Thái tử Lý Thừa Càn và Đường Cao Tông Lý Trị. Văn Đức Hoàng hậu xuất thân từ tộc Tiên Ti, thuộc dòng dõi hoàng tộc Bắc Ngụy, sau đổi thành Trượng Tôn Thị. Cha là Trượng Tôn Thịnh, nắm giữ chức vụ kiêu vệ tướng quân nhà Tùy, từng có công bình định đột quyết. Mẹ đẻ của bà là Cao Thị, thuộc dòng dõi hoàng hậu Bắc Tề, con gái Nhạc Anh Vương Cao Kính Đức, em của danh thần Cao Sĩ Liêm, anh trai là Trượng Tôn Vô Kỵ, gia đình danh gia hiển hách. Từ nhỏ, Trượng Tôn Thị đã được dạy dỗ rất tốt, cầm kỳ thi họa, tề gia nội trợ, ngự công gia chánh từ trong ra ngoài, đã được nàng thông thạo nằm lòng. Với tư chất thông tuệ, Trượng Tôn Thị còn thông thạo sách cổ, thuộc lầu cả những bộ sách trị quốc xưa cũ khó nhằn. Vì là con gái út nên nàng được cả nhà cưng chiều như viên minh châu trên lòng bàn tay. Khi nàng 8 tuổi, cha đã an bài hôn sự cho nàng với con trai của Đường Quốc Công, Lý Uyên và Đậu Phu Nhân, với mong muốn con gái sau này sẽ lấy được một đấng trượng phu có thể nương tựa cả đời. Vì lúc bấy giờ, ông vô cùng hâm mộ vẻ trí của Đậu Phu Nhân, người như bà ấy sinh con ra, ắt không phải người tầm thường. Được mọi người thương yêu, chăm sóc và tính toán trước cho cả tương lai sau này, những tưởng cuộc sống hạnh phúc vẹn toàn sẽ luôn bên cạnh Trượng Tôn Thị, ấy vậy mà biến cố không lâu sau đó đã ập đến. Năm 609, Trượng Tôn Thịnh qua đời, ngay sau khi việc định hôn giữa Trượng Tôn Thị và Lý Thị không lâu. Ngay lập tức, mẹ và anh em bà bị huynh trưởng là Trượng Tôn An Nghiệp đuổi ra khỏi nhà, còn bị lột sạch tư trang, ba mẹ con không một xu dính túi. Do thường ngày, cha mẹ nàng rất hay giúp đỡ người dân khắp nơi, nên khi thấy gia đình nàng gặp nạn, dân chúng đã cùng nhau quyên góp tiền giúp mẹ đưa hai anh em nàng đến nương nhờ nhà cậu là danh thần Cao Sĩ Liêm. Tại đây, không có phấn son lụa là, kẻ hầu người hạ, nhưng cậu đối xử với anh em nàng rất tốt, còn không ngần ngại chỉ dạy đạo làm người và cách đối nhân xử thế cho cả hai. Với tư chất hơn người, anh trai nàng không lâu sau đó đã nổi danh khắp nơi nhờ tài hoa của mình. Cũng vì vậy mà có giao được với Lý Thế Dân, con trai thứ hai của Đường Quốc Công Lý Uyên. Trong một lần về thăm nhà bạn, Lý Thế Dân đã được Trượng Tôn Vô Kỵ sắp xếp cho gặp riêng lệnh muội và nhắc về hôn ước khi xưa. Cử chỉ đoan trang, gương mặt khả ái cùng học vấn uyên bác của nàng khiến Lý Thế Dân lần đầu biết đến hai chữ tương tư. Với người học đạo, để tìm được một tri kỷ tâm giao có thể đàm đạo thiên hạ cùng mình là rất khó, huống chi với thời điểm ấy lại là phụ nữ còn khó hơn gấp bội. Ấy vậy mà Trượng Tôn Thị không những hiểu hết những gì Lý Thế Dân nói, nàng còn khéo léo đưa ra ý kiến riêng của mình về những lỗ hổng trong văn từ của Lý Thế Dân. Lời lẽ mềm mại, cách dùng từ tinh tế, chỉ ra khuyết điểm nhưng lại không khiến Lý Thế Dân bẽ mặt, làm chàng thanh niên trẻ sinh lòng ái mộ. Chàng lập tức về thưa với phụ mẫu, vừa mạn tang cha nàng, lập tức đến cầu thân. Năm 613, Trượng Tôn Thị xuất giá lấy Lý Thế Dân. Nàng đối với Lý Thế Dân vô cùng hòa thuận, hai người như hình với bóng, làm việc gì cũng có nhau. Sau khi thành hôn, một lần về thăm nhà cậu, phu nhân của Cao Sĩ Liêm là Trương Thị thấy bên ngoài phòng của bà xuất hiện một con ngựa lớn, cao hai trượng, đều có yên ngựa và dây cương đầy đủ. Trương Thị khiếp vía, bèn đem sự việc nói với Cao Sĩ Liêm nhờ thầy bói giải hộ. Vị thầy bói nói: Long là quái tượng chỉ quẻ càn, còn mã là quái tượng chỉ quẻ khôn, tương chỉ hậu phi tôn vị. Trong phủ đại nhân có dị tượng này, không chừng nữ quyến về sau có điểm hỷ vinh hoa tột độ. Cao Sĩ Liêm nghe xong cực kỳ vui mừng. Không lâu sau vài tháng sự kiện dị tượng xảy ra, tùy giảng đế Dương Quảng phát động viện chinh,
Đường quốc công Lý Uyên cùng nhị công tử Lý Thế Dân theo quân Tùy xuất chinh. Tháng 5 năm đó, Đậu phu nhân qua đời ở Trắc Quận. Tháng sau, Dương Huyền Cảm mưu phản, liên lụy đến Cao Sĩ Liêm bị biếm truất. Một bên là mẹ ruột, một là người cậu như cha ruột. Cặp vợ chồng trẻ cũng gặp chuyện trong gia đình. Cả hai trong hoàn cảnh đó lại càng an ủi, cảm thông và tương trợ lẫn nhau, khiến tình cảm ngày càng sâu đậm hơn. Năm 616, Tùy Dạng Đế phong Lý Uyên làm An Phủ Đại sứ ở Thái Nguyên, nhận mệnh đến đó làm trấn thủ. Lý Thế Dân cùng Trịnh Tôn Thị cùng theo Lý Uyên đến nhậm chức tại Thái Nguyên. Đậu phu nhân qua đời, trong nhà không còn chủ mẫu. Trịnh Tôn Thị trở thành người chủ quản cả gia đình khi chỉ mới 17 tuổi. Mọi việc trên dưới trong nhà đều một tay nàng sắp xếp ngăn nắp. Không lâu sau đó, chính biến xảy ra. Cha chồng nàng là Lý Uyên chính thức bước lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Đường Cao Tổ, chính thức thành lập nhà Đường. Đường Cao Tổ phong Lý Thế Dân làm Tần Vương, Trịnh Tôn Thị phong làm Tần Vương Phi. Nắm bắt thời cơ đất nước còn đang loạn lạc sau cuộc chinh biến, Trịnh Tôn Thị nhanh chóng hiến kế cho chồng, xung phong ra trận, trở thành trợ thủ đắc lực của phụ vương. Tần Vương Lý Thế Dân một mình chủ lực đánh bại các phiến quân hùng mạnh như Tần Đế, Tiết Nhân Cảo, Định Dương Khả Hãn, Lưu Vũ Chu, Trịnh Đế Vương Thế Sung và Hạ Vương Đậu Kiến Đức. Chính uy thế này khiến cho thái tử khi đó là Lý Kiến Thành trở nên bị lu mờ và có hiềm khích với Lý Thế Dân. Bên cạnh đó, việc này cũng khiến Lý Thế Dân mâu thuẫn với những phi tần đang đắc sủng như Doãn Đức Phi và Trương Tiệp Dư, khiến trong ngoài triều đình bất lợi với ông. Trịnh Tôn Thị trong thời gian này hết mực cung kính Cao Tổ, kết giao với các phi tần mệnh phụ của các phe phái, giúp Lý Thế Dân rất nhiều trong việc thăm dò và bình ổn thế cục tạm thời để ông có thời gian sắp xếp. Năm Vũ Đức thứ 9, ngày 4 tháng 6, do cảm thấy Lý Thế Dân ngày càng được nhiều sự sủng ái của Hoàng thượng, ngôi vị Thái tử bị đe dọa nên Thái tử Lý Kiến Thành và Tể Vương Lý Nguyên Cát đã phát động sự biến Huyền Vũ Môn nhằm ép vua cha thoái vị truyền ngôi. Nhờ tay mắt và thông tin của Trịnh Tôn Thị, Lý Thế Dân đã nhanh chóng lật đổ được chính biến và trảm lập huyết cả hai người anh em của mình. Đường Cao Tổ Lý Uyên biết được, bất lực cùng hoảng sợ nên đã truyền ngôi cho Lý Thế Dân. Mặc cho người đời sỉ vả, cha ruột nghi kỵ, Trịnh Tôn Thị vẫn là người duy nhất tin chồng mình trong hoàn cảnh bất khả kháng, mới ra tay giết Lý Kính Thành và Lý Nguyên Cát. Chính điều này càng khiến Lý Thế Dân tin tưởng tuyệt đối với nàng. Ngày 8 tháng 8 năm 926, Đường Cao Tổ Lý Uyên chính thức làm lễ truyền ngôi cho Lý Thế Dân, lấy hiệu Đường Thái Tông. Sau 13 ngày, ngày 21 tháng 8, ngày 17 tháng 9 dương lịch cùng năm, Trịnh Tôn Thị được sắc lập thành hoàng hậu. Sau khi ngồi lên phụng vị, việc đầu tiên mà Trịnh Tôn hoàng hậu làm là gắng hết sức làm yên lòng gia nhân Tần Phủ, chăm sóc hậu ái gia quyến của hai vị phế vương. Cũng nhờ vậy mà khiến mọi người cảm động, thù hận được dần xóa mờ. Trên cương vị hoàng hậu, Trịnh Tôn Thị được sử gia đương thời đánh giá là khiêm tốn, hòa nhã và tiêu dùng rất tiết kiệm. Bà đã khuyên Đường Thái Tông thả ngay 2.000 cung nữ về với gia đình. Ngoài ra, đối với cung nữ và hoàng quan phục vụ mình, bà rất hiếm khi la mắng, roi vọt. Nếu Đường Thái Tông cố ý tức giận với một cung nhân nào mà không có lý do, bà cũng sẽ giả vờ tức giận rồi bí mật thẩm vấn họ, sau đó giấu họ ở một nơi chăm sóc chu đáo. Rồi khi Thái Tông nguôi cơn giận thì bà sẽ xưng dùng tội cho họ. Sử còn nói rằng nếu một cung tần nào của Thái Tông đau ốm, bà sẽ đích thân đến hỏi thăm và trích tiền tiêu dùng của mình để chữa trị cho họ. Ngoài ra, bà không ít lần dùng chính sự khéo léo năm xưa của mình để căn gián hoàng đế. Chuyện kể rằng công chúa Trường Lạc là con của Trịnh Tôn hoàng hậu sinh ra, được Thái Tông coi như là viên ngọc trong tay. Khi công chúa kết hôn, Đường Thái Tông ban đầu tính cho của hồi môn của công chúa hơn mức bình thường, còn trội hơn của hồi môn của em gái ông là Vĩnh Ra Trưởng công chúa. Tuy nhiên, đại thần Ngụy Trưng đã căn ngăn ông. Sau khi bãi triều, Đường Thái Tông đã kể lại chuyện này cho hoàng hậu. Hoàng hậu không những không tức giận mà còn khen ngợi. Trước đây thần thiếp thường nghe bệ hạ khen ngợi Ngụy Trưng, nhưng không biết lý do, hôm nay nghe lời khuyên của ông ấy mới thấy ông là người tính tình khẳng khái, thanh liêm. Lời nói ngay thẳng thường khó nghe, thốt tốt tuy đắng nhưng có lợi cho trị bệnh. Có một thần tử chính trực như vậy, bệ hạ quả là rất may mắn. Bà còn cử người mang quà đến tặng cho Ngụy Trưng và thành kính bày tỏ rằng trước đây vẫn nghe tiếng rằng ngài là người ngay thẳng chính trực,
nay được diện kiến nên muốn bày tỏ sự tưởng thượng đến ngài. Lại trong một dịp khác sau đó, Đường Thái Tông ở trên triều thường bị Ngụy Trưng nói thẳng can ngăn, phản đối những quyết định của ông, khiến ông rất tức giận và có ý xử tội Ngụy Trưng. Thái Tông tức giận trở về cung điện, mắng nhiếc: "Ta nhất định sẽ đem cái tên khố rách áo ông ấy chém chết." Hoàng hậu ngồi ở bên thấy thế liền hỏi: "Là ai đã khiến người nổi giận?" Nghe xong sự việc, hoàng hậu quay vào trong và mặc bộ lễ phục trang trọng nhất, cung kính lạy Thái Tông. Hoàng đế ngạc nhiên hỏi vì sao, thì Trừng Tôn hoàng hậu nói: "Thần thiếp nghe nói chỉ có Minh Quân mới có được những thần tử chính trực. Nay Ngụy Trưng tính tình khẳng khái thanh liêm như vậy, chẳng phải là vì hoàng thượng là một Minh Quân sao? Như vậy đã đáng để thần thiếp chúc mừng hoàng thượng." Thái Tông nghe xong liền biến tức giận thành vui mừng và không trách phạt Ngụy Trưng nữa. Nếu những lúc như vậy hoàng hậu đổ thêm dầu vào lửa thì tính mạng của Ngụy Trưng có lẽ sẽ nguy hại, và Thái Tông cũng khó còn được nghe lời trực ngôn từ đại thần của ngài. Hoàng hậu Trừng Tôn đã dùng trí tuệ của mình giữ vững cho thể diện của hoàng đế, vừa cứu nguy cho Ngụy Trưng để ông tiếp tục căn giáng hoàng đế bằng những lời trực ngôn của mình. Trừng Tôn hoàng hậu thường kể chuyện xưa tích cũ cho Thái Tông nghe để giúp ông những vấn đề khó khăn trong việc triều chính. Nhưng khi ông đang có ý muốn ban thưởng hoặc xử tội quân thần, ông có hỏi bà cho ý kiến và bà thường từ chối nêu ra vì cho rằng bổn phận của mình không được can dự vào. Bà đối với tính khí của Thái Tông hết sức thấu hiểu, luôn dùng cách riêng của mình để khuyên răn mà không động đến lòng tự tôn của một vị hoàng đế. Cũng vì vậy mà vị trí của bà trong trái tim của Đường Thái Tông không bao giờ thay đổi. Bà chính là người vợ, người tri kỷ duy nhất của ông. Mặc dù sống rất dễ dãi với những người xung quanh, nhưng đối với các hoàng tử do mình sinh ra lại rất nghiêm khắc. Cách giáo dục của bà đối với những người con là khác nhau dựa theo tính cách của từng người. Ngoài ra, bà còn là người công tư phân minh. Năm Đầu Trinh Quán 627, anh trưởng khắp mẹ của hoàng hậu là Trưởng Tuân An Nghiệp bị tội tạo phản. Khi đó nhiều người nghĩ hoàng hậu sẽ bỏ rơi ông ta vì việc đối xử tệ hại của ông ta đối với mẹ và anh em bà trước đây. Nhưng hoàng hậu cuối cùng vẫn can thiệp và xin cho An Nghiệp khỏi tội chết, chỉ bị đày đi Xuyên Châu vì những công hiến của ông ta cho việc trụ chính. Trong khi đó, anh trai bà là Trưởng Tuân Vô Kỵ là trọng thần, đã giúp đỡ Đường Thái Tông rất nhiều trong sự biến Huyền Vũ Môn khi xưa. Nay Thái Tông vì nể công lao của anh vợ, cũng như tình cảm phu thê với hoàng hậu Trưởng Tôn Thị, cũng như tình cảm phu thê với hoàng hậu Trưởng Tôn Thị mà có ý gia ân ngoại thích, chủ ý phong Trưởng Tôn Vô Kỵ làm tể tướng. Biết được chuyện này, hoàng hậu Trưởng Tôn Thị vội vàng từ chối với lý do không muốn ngoại thích nắm quá nhiều quyền hành, dễ làm lung lay gốc rễ triều đình. Tuy nhiên Thái Tông không nghe lời bà, vẫn quyết định lập Vô Kỵ làm tể tướng vào mùa thu năm Trinh Quán. Trưởng Tôn hoàng hậu đến gặp riêng anh trai để nói chuyện. Ngày hôm sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ cứng rắn dâng sớ xin bãi bỏ chức tể tướng của mình. Về phương diện ngoại thích, suốt 10 năm tại vị, hoàng hậu Trưởng Tôn Thị luôn khiêm nhường và tránh cho các thành viên gia tộc Trưởng Tôn mang quá nhiều đặc ân cùng quyền thế đến tận khi bà qua đời. Quan niệm của bà xuất phát từ việc ngoại thích Trưởng Tôn Thị có được thân phận như vậy đã là phúc phận to lớn. Những ai không có nhiều tài cán mà lại được gia ân, ắt sẽ mang họa không chỉ cho triều đường mà còn cho bản thân nhà Trưởng Tôn. Có thể thấy, hoàng hậu Trưởng Tôn Thị đối với phương diện chính trị và thế cục có cái nhìn bao quát và vẹn toàn hiệu quả, không phụ đôi bên. Giữa lý đường và thân thích Trưởng Tôn là cặp đế hậu quyến luyến, sử sách ghi lại rất nhiều hành tung của hai người đều cho thấy sinh thời cả hai rất trân trọng và yêu quý nhau. Cuộc sống của cặp đế hậu này cũng thường xuyên khăng khít. Sau khi lên ngôi, Đường Thái Tông thường xuyên trở bệnh, hoàng hậu ngày đêm hầu hạ thuốc thang không rời. Có cung nhân đã chứng kiến hoàng hậu luôn mang thuốc độc bên mình. Nếu Thái Tông đột ngột băng hà thì bà cũng sẽ tự tử theo ông. Trưởng Tôn hoàng hậu cùng Thái Tông thường xuyên đến Đại An Cung để thăm Thái Thượng Hoàng Lý Uyên, và đế hậu thường tổ chức những lễ hội để cho Thượng Hoàng vui vẻ, để thiên hạ thấy được hoàng đế Lý Thế Dân đối với phụ thân thực là tận tâm tận hiếu. Khoảng năm Trinh Quán thứ 8 632 tháng 3, Cao Tổ mở yến tiệc tại Lưỡng Nghi Điện để chào đón sứ giả đột quyết. Thái Tông cùng hoàng hậu mặc ngự phục tham dự. Từ khi Trinh Quán khai triều, tứ di quỳ phục, Cao Tổ thập phần cao hứng. Trưởng Tôn hoàng hậu đích thân dẫn người may y phục và đội mũ cho Thượng Hoàng. Thấy đầu tóc của Thượng Hoàng đã điểm bạc
bất giác rơi lệ. Đến cuối đời, Thượng Hoàng Lý Uyên vẫn không ngớt khen ngợi người con dâu hiếu thảo, giỏi giang này của mình. Ấy vậy nhưng người tài giỏi như bà lại không được nhiều phần phúc. Năm Trinh Quán thứ 10, 636, tháng 4, bệnh hen suyễn của Trưởng Tôn Hoàng Hậu trở nên nặng hơn. Thời trẻ, Thái Tông từng đến Thái Nguyên để cầu phúc cho vợ mình. Đến nay, ông quyết định làm lại chuyện ấy. Khi ban chiếu cáo thiên hạ tìm danh y chữa trị cho Hoàng Hậu, đồng thời lệnh cho 392 ngôi chùa khắp cả nước có tiếng linh thiêng đều cầu nguyện cho Hoàng Hậu. Tháng 6 âm lịch cùng năm, Trưởng Tôn Hoàng Hậu yếu đến nỗi chỉ có thể nằm trên giường. Vào lúc này, đại thần nổi tiếng can trực của Đường Thái Tông là Phòng Huyền Linh đắc tội và bị bãi chức, phải bị chịu giam cầm trong nhà. Trưởng Tôn Hoàng Hậu trong lúc thoi thóp đã nói với Thái Tông: Phòng Huyền Linh đã phục vụ hoàng thượng nhiều năm, bản tính ông ấy cẩn trọng, những chiến lược và kế hoạch của ông ấy đều không hề dễ dàng bị phát giác, trừ phi những lỗi lầm tài đình không thể tha thứ, thì thiếp mong hoàng thượng đừng bỏ rơi ông ấy. Như trong Trưởng Tôn gia tộc của thần thiếp, nhiều người tận hưởng phú quý là do bản thân ngôi vị hoàng hậu của thần thiếp, chứ không hẳn vì tài đức. Cho nên, không thể trông cậy vào họ để có thể giữ gìn và quản lý gia tộc. Thần thiếp cúi mong hoàng thượng đừng trao cho họ chức vị quan trọng, chỉ cần cho họ tham dự những dịp lễ quan trọng như sóc vọng là đủ rồi. Thiếp thân tài sinh chả có công đức gì to tát, nay chết đi cũng mong không làm nhọc sức dân. Xin hoàng thượng đừng xây lăng mộ to lớn gì cả, đừng lãng phí sức dân và của cải. Chỉ cần tạo một ngôi mộ bằng một nắm đất, rồi dùng gạch và gỗ xây bao quanh là được rồi. Thần thiếp hy vọng hoàng thượng sẽ tiếp tục lắng nghe người hiền, xa lánh kẻ tiểu nhân, nhận những lời cương trực thẳng thắn, tránh những lời xu nịnh đê tiện. Nếu được như thế, thần thiếp có đến suối vàng cũng mãn nguyện. Và cuối cùng, đừng gọi các con đến gặp thần thiếp vào lúc này, thấy chúng khóc lóc, thần thiếp chỉ càng thấy thương tâm mà thôi. Ngày kỷ mão tháng ấy, tức ngày 28 tháng 7 dương lịch, Hoàng hậu Trưởng Tôn Thị ban thệ tại lập chính điện, hưởng dương 36 tuổi. Tháng 11 cùng năm, an táng vào Chu Lăng. Sau đó, Thái Tông cho gọi Phòng Huỳnh Linh về triều và ban lại chức tước như cũ. Trưởng Tôn Hoàng hậu được hợp táng với nghi lễ long trọng của một hoàng hậu, nhưng giản lược nhất có thể theo ý nguyện của bà. Ngày đưa tang, Đường Thái Tông đã đích thân tiễn đưa, ông còn tự mình ghi nội dung văn biểu của bà. Khu vực lăng này ban đầu tên Nguyên Cung, và Đường Thái Tông còn cho dựng một dãy cư xá bên ngoài gần khu vực Nguyên Cung, lệnh cung nhân trú ở đó, phụng dưỡng vong linh của Trưởng Tôn Hoàng hậu như khi bà còn sống. Sau khi băng hà, Đường Thái Tông cũng được táng vào phần mộ kế bên bà, gọi Chu Lăng. Có thể nói, Trưởng Tôn Hoàng hậu đã có những ảnh hưởng lớn đối với hoàng đế, đóng vai trò quan trọng giúp Đường Thái Tông xây dựng một nhà Đường hùng mạnh, tạo ra triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử Trung Quốc cho tới hàng trăm năm sau. Các nhà sử học Trung Quốc ngày nay đều đồng ý rằng sự thịnh vượng của nhà Đường gắn liền với những đóng góp không thể thiếu của Trưởng Tôn Hoàng hậu.